Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được tiếp tục gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video ngày Chủ nhật ngày 31 tháng 12 năm 2023. Kính thưa quý vị, hiện tại thì phía trước màn hình của chúng ta đó là nhà thờ ngã 6 nằm song song với đường Hùng Vương và đường Ngô Gia Tự. Đường Ngô Gia Tự là đường Minh Mạng năm xưa, theo hướng này mình đi về bên ngã 6 Minh Mạng nè cô chú anh chị. Trong ngày hôm nay, ngày cuối tuần Chủ nhật, Tường Vũ Channel kính mời quý vị và các bạn chúng ta đi cập nhật một số hình ảnh tại trung tâm quận 10 Sài Gòn. Và chúng ta bắt đầu xuất phát từ con đường Minh Mạng năm xưa, đó là đường Ngô Gia Tự quý vị. Thời tiết tại Sài Gòn trong ngày cuối cùng của năm 2023 rất là nắng nóng luôn. Nhiệt độ ở ngoài đường khoảng tầm 34 độ C. Trời không có gió, trời trong xanh. Và để bắt đầu video trong ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật là hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình. Phải nói hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày Chủ nhật, ngày cuối cùng của năm luôn, năm 2023. Nhà thờ ngã 6 này quý vị, nó đây là ngôi nhà thờ ngã 6, nhà thờ rất đẹp. Có một cái kiến trúc cũng mang cái dáng dấp phương Tây. Hàng đá ở phía trước thì vẫn còn đang hiện hữu đây cô chú anh chị các bạn. Hôm nay mình sẽ đi dọc theo con đường Minh Mạng, con đường Ngô Gia Tự này để chúng ta sẽ đi về bên quận 10. Chúng ta sẽ cập nhật một số hình ảnh tại đây để gửi đến quý vị. Sài Gòn của chúng ta thì vẫn đang chuẩn bị rất là rộn ràng và náo nhiệt trong ngày cuối cùng của năm 2023, và đêm ngày hôm nay Sài Gòn sẽ tổ chức những cái điểm bắn pháo hoa để mà chào đón năm mới 2024. Còn khoảng hơn một tháng nữa thôi, chúng ta sẽ bắt đầu chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 âm lịch. Hy vọng bước sang năm mới thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, cuộc sống của bà con sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi hơn trong công việc. Phải nói con đường Ngô Gia Tự này, con đường Minh Mạng thì có rất nhiều cây xanh ở đây tỏa bóng mát. Phía trước màn hình của quý vị và các bạn đó là ngã 6 Minh Mạng, ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Phía bên tay phải màn hình của chúng ta đó là con đường Nguyễn Tri Phương quý vị. Tiếp theo là con đường Nguyễn Chí Thanh, là con đường Trần Hoàng Quân, con đường Ngô Gia Tự, con đường Minh Mạng, đường Nguyễn Tri Phương, tượng đài An Dương Vương nè. Ở đây có một cái cửa hàng của Thế Giới Di Động. Năm nay kinh tế suy thoái làm ăn rất là khó khăn, cho nên ngay cả những công ty lớn như là công ty cổ phần Thế Giới Di Động mà cũng đành bất lực trong cái chuỗi cửa hàng Điện Máy Xanh, rồi Bách Hóa Xanh, rồi Thế Giới Di Động mà cũng đành bất lực đóng cửa gần 200 cửa hàng, doanh thu không đạt yêu cầu. Điều đó đã làm cho hàng loạt công nhân viên ở tại công ty cổ phần Thế Giới Di Động này mất việc làm. Phải nói công ty cổ phần Thế Giới Di Động sau khi đóng hàng loạt cửa hàng, gần 200 cửa hàng hoạt động không hiệu quả, đành bất lực đóng cửa xả thải hàng ngàn lao động luôn quý vị. Đó, chúng ta đang có mặt trên con đường Ngô Gia Tự, con đường Minh Mạng. Đây là phố kinh doanh chuyên về nội thất. Ngày nay thì phải nói cái việc mà buôn bán nội thất ở tại phố Ngô Gia Tự này cũng rất là ế ẩm và vắng khách. Hai bên đường của chúng ta đang di chuyển ở đây phải nói là khách rất là vắng luôn.
ngày chủ nhật, ngày cuối tuần thì người dân Sài Gòn người ta mới có thời gian để mà đi vui chơi, ăn uống và đi mua sắm. Tuy nhiên thì phải nói tình hình như anh chị thấy đó, các cửa hàng mở cửa ở đây ế ẩm vô cùng, và phải nói là cho thuê nhà nguyên căn nè. Đó, đây là một trong những cái hình ảnh mà chúng ta thấy thường xuyên và hầu hết rải rác trên nhiều tuyến đường ở tại trung tâm Sài Gòn của chúng ta. Cho thuê nhà nguyên căn 2-3 tầng lầu nằm trên con đường Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10. Đây là phố kinh doanh nổi tiếng ở tại Sài Gòn, phố nội thất, buôn bán tất cả các mặt hàng bàn, ghế, giường, nệm, rồi ghế văn phòng, hai căn liền kề luôn này, quý vị thấy không? Đó, cho thuê mặt bằng, trước đây là trang trí nội thất, bây giờ phải đóng cửa cho thuê nhà nguyên căn chính chủ luôn. Và đối với tình hình buôn bán thê thảm, ế ẩm vô cùng. Khu vực này là chuyên về sản xuất thiết cấp đồ gỗ nội ngoại thất, tân cổ điển cao cấp, chẳng hạn như là tủ quần áo, giường, rồi bàn ăn, ghế sofa, kệ tivi, bàn học sinh, rồi kệ đựng tivi, dàn âm ly. Đó, tất cả các dụng cụ về nội thất thì tập trung ở tại phố nội thất Ngô Gia Tự này, quý vị. Giờ phải đóng cửa trả mặt bằng cho thuê nhà nguyên căn hai bên luôn, quý vị thấy không? Đó, hai bên, hàng trăm cửa hàng buôn bán về nội thất trên con phố này đành bất lực. Tháng 12, tháng 11 là tháng mà dành cho mua bán sắm sửa trang thiết bị nhà cửa nội thất. Tết đến mà thì gia đình nào cũng muốn chuẩn bị dọn dẹp cũng như là tu sửa, chỉnh sửa lại nhà cửa của chúng ta, cũng như là thay đổi một số thiết bị dụng cụ nội thất ở bên trong nhà, chẳng hạn bàn ăn, bếp núc, rồi giường tủ gì đó. Nhưng mà phải nói với tình hình buôn bán ế ẩm như hiện nay thì thật sự rất là đau lòng và chua xót. Hai bên luôn nha cô chú chị các bạn. Cửa hàng bán thì chỉ có chủ cửa hàng hoặc là một người nhân viên ở cửa hàng, người ta ngồi để mà quảng cáo rồi chờ khách. Mày không cho thuê nhà nguyên căn ha. Cho thuê nhà nguyên căn. Đây quý vị thấy không? Ngày xưa nếu mà cái thời điểm mà kinh doanh thuận lợi tốt á, thì phải nói những cái mặt bằng ở trên con đường này nè là dường như là không bao giờ mà tìm được, chắc chắn là như vậy luôn quý vị, tìm không nổi một mặt bằng để mà kinh doanh trên cái con đường này đâu. Cho nên phải nói cái việc mà kinh tế nó ế ẩm như hiện nay thì thật sự quá là chua xót. Bàn ghế bán hàng, kinh doanh, sản xuất đồ gỗ bất lực luôn, sản xuất kinh doanh két sắt, hàng gia dụng văn phòng. Cuối tuần thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì người ta mới rảnh rỗi, người ta mới đi mua sắm, đi ăn uống, đi vui chơi quý vị. Nhưng mà hôm nay là ngày chủ nhật, ngày cuối tuần mà như thế này hỏng hiu quá. Chưa bao giờ mà phố nội thất Ngô Gia Tự của chúng ta rơi vào một cái thảm cảnh như thế này. Bán sỉ lẻ bàn, tủ gỗ, đồ mỹ nghệ, các loại tủ luôn, tủ đựng hồ sơ, rồi tủ quần áo, bàn làm việc, nhận sản xuất theo yêu cầu của khách luôn không quý vị? Trời ơi, chẳng thấy khách đâu, buồn thê thảm luôn. Tình hình như thế này thì ăn Tết gì nổi nữa quý vị. Năm nay không biết là người ta lì xì như thế nào đây. Nói chung thì những dịp Tết
cái việc mà lì xì đó là một cái truyền thống của người Việt Nam chúng ta, một cái nét đẹp truyền thống. Lì xì đầu năm là cũng mong mà mang đến một cái sự may mắn, một cái niềm vui khi mà đầu năm mới chúng ta gặp nhau. Nhưng mà phải nói với cái tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay thì cái việc mà lì xì nó cũng cả một vấn đề. Và như quý vị biết thì cái việc mà lì xì thì nó cũng có nhiều ý kiến trái chiều lắm. Có những người thì người ta muốn lì xì tiền nhiều cơ, 500, 1 triệu. Còn nếu mà lì xì 20, 10 ngàn là bây giờ người ta không muốn, người ta không có vui. Lì xì các bé nhỏ thì ít nhất là phải là 50 ngàn. Chứ còn nếu mà lì xì mà 10 ngàn, 20 ngàn thì bây giờ nó như thế nào đó quý vị. Mặc dù là chúng ta biết là lì xì đó là cái điều may mắn, không quan trọng cái giá trị ở bên trong. Người ta quan trọng là cái lì xì đó tiền mới nè, mang đến nhiều cái điều may mắn trong năm mới, may mắn về sức khỏe là mang thuận lợi. Chứ người ta không có quan trọng đến cái việc là giá trị bên trong cái bao lì xì đó là bao nhiêu. Nhưng thực tế có một số ít lại có những suy nghĩ khác. Lì xì may mắn là một chuyện, nhưng mà phải là cái mệnh giá lớn rồi mới được. Cho nên phải nói là các anh chị cô chú bên nước ngoài khi mà về Việt Nam đó cũng đau đầu về cái chuyện mà lì xì cho người thân ở tại Việt Nam, rất là đau đầu luôn. Tại vì cái tiếng Việt Kiều nó rất là nặng. Nặng ở đây là nghĩa là đã mang là cái mác Việt Kiều rồi. Lì xì 10 đô, 20 đô không được đâu, ít nhất là phải 50 đô, 100 đô. Thì như vậy thì phải nói là một cái sự nhức nhối cho các anh chị cô chú Việt Kiều khi mà về Việt Nam đón Tết Việt Nam. Cho nên có rất nhiều cái trường hợp mà Việt Kiều sợ về ăn Tết Việt Nam là vậy đó quý vị. Đây là Tường Vũ Chí Nò nói lên sự thật nha, chứ không phải là không có sự thật đâu, nói đúng sự thật luôn, nói đúng sự thật luôn quý vị. Đó, căn nhà to đùng, giờ ghi là nhà bán hoặc thuê nguyên căn nè, 3-4 lầu luôn quý vị. Bán nhà cho thuê nhà. Đây quý vị, nhà cho thuê Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, 3 lầu, rất đẹp luôn. Phố chuyên kinh doanh về nội thất. Đây là những hình ảnh trực tiếp được ghi hình vào ngày Chủ nhật, ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đó, hàng hóa. Chẳng thấy khách đâu quý vị. Năm nay thì kinh tế suy thoái, thất nghiệp thì nhiều, doanh thu không có, lương không có. Người ta lo cơm hàng ngày 3 bữa không đủ chết rồi. Cho nên bây giờ bảo là bỏ tiền vài triệu để mà sắm sửa, trang trí nội thất cho gia đình vào những cái ngày Tết thì đúng là hơi khó thật. Quá là khó luôn quý vị. Trời ơi, buồn não nề luôn đó. Sài Gòn thì bình thường từ thứ hai cho đến thứ sáu thì bà con đầu lo đi kiếm cơm, đi làm. Chủ yếu là ngày cuối tuần thứ bảy, chủ nhật thì bà con mới rảnh rỗi.
mới đi mua sắm, vui chơi ăn uống thôi. Thì chủ yếu là buôn bán nhộn nhịp vào những ngày cuối tuần, cái sức mua nó mới tăng lên cao. Nhưng mà thật không thể ngờ được, cái phố nội thất rất là yêu dấu của chúng ta tồn tại mấy chục năm ở tại đây, bây giờ cũng đành chịu chết, bất lực, chịu không nổi, trả mặt bằng hàng loạt. Đây, cho thuê nhà. Cho thuê nhà, hai mặt tiền. Cho thuê nhà chính chủ, cho thuê nhà hai mặt tiền. Thấy cô chú chị bạn thấy không? Nguyên cái phố nội thất nè. Quá ế ẩm, quá vắng khách luôn. Đây là ngã tư của đường Sư Vạn Hạnh và của đường Ngô Gia Tự, quý vị. Rồi, chúng ta đang có mặt ở trên con đường Ngô Gia Tự hướng về bên ngã 7 Lý Thái Tổ, cô chú anh chị. Trời ơi, sao mà hai bên nhìn te tua tơi tảo luôn đó quý vị, thấy không? Nói chung thì quý vị muốn đặt trang trí nội thất, kệ bếp, tủ, áo, âm tường, trang trí vách, bàn, ghế, văn phòng, giường, tủ, gối, nệm, chăn gì đó thì bàn học sinh, bàn văn phòng, ghế, văn phòng thì cứ đến khu vực này là có hết. Giá cả thì đủ loại luôn, từ hạng trung bình cho đến hạng cao cấp. Trời ơi, nhìn các chủ cửa hàng ngồi mà mặt buồn thiêu luôn á, bấm điện thoại mà ngủ gật ngủ gừ luôn. Đây là chuyên cung cấp nội thất văn phòng, gia đình và trường học luôn nè. Ghế giám đốc, ghế học sinh. Để ngồi đường phải bọc ni lông lại cho bụi bặm nó bám. Te tua, tơi tả luôn đó quý vị. Đó, đây là nội thất nè. Thấy chưa? Nội thất Dương Minh Châu cho thuê nhà nguyên căn 1.200 m² sàn nè. Bây giờ phải đóng cửa luôn quý vị, thấy không? Buồn tê tái heo may luôn nè. Chịu không nổi luôn á. Mặt bằng này rất là lớn nha, tòa nhà này rất là lớn luôn quý vị. Tòa nhà này cực kỳ lớn luôn nè cô chú anh chị các bạn. À, cuối năm mà như thế này thì thôi chứ. Chịu thua. Thầy nói chưa bao giờ mà những tháng Tết lại xảy ra một cái cảnh tượng mà chúng ta không thể ngờ đến như thế này. Quá là buồn luôn. Bề ngang rất là lớn luôn nha quý vị, 5m, 5m rưỡi đó, bề ngang khoảng 5m đó. Đó, cuối năm mà thấy cái viễn cảnh như thế này thì thôi chứ, chịu thua, đầu hàng luôn quý vị.
Thật sự mà nói là chưa bao giờ mà mình cảm thấy nó buồn như năm 2023 như thế này quý vị. Bàn ghế. Đóng cửa cho thuê, đóng cửa cho thuê này quý vị thấy không? Chịu thua. Bây giờ chỉ có đầu tư vào vé số là hy vọng nó còn tươi sáng hơn đó quý vị. Có điều là vé số thì nó quá khó trúng đi, xác suất nó quá thấp. Nhưng mà nếu trúng được vài tờ thì cũng đỡ đi phần nào, có vốn làm ăn. Bây giờ lãi suất ngân hàng thì cũng tụt xuống rất là thấp. Đó, đây nữa nè, gần ngã 7 Lý Thái Tổ nè. Cuối năm mà nhìn như thế này thì thôi chứ chịu rồi. Phố nội thất nổi tiếng Sài Gòn. Cái đây là ngã 7 Lý Thái Tổ quận 10. Cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới này quý vị. Wow. Đó, cờ đỏ đang dân bán để mà người ta mua chào đón năm mới 2024. Quá đẹp. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.